Sáng nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức kỳ họp chuyên đề thứ 26 để làm công tác nhân sự. Ông Nguyễn Hoàng Giang, Phó Bí thư tỉnh ủy, được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kiêm nhiệm nhiệm kỳ 2021-2026 với 45 trên 45 đại biểu Hội đồng Nhân dân nhất trí, đạt tỷ lệ 100%. Ông Nguyễn Hoàng Giang, Phó Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi, được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Nguyễn Hoàng Giang, sinh năm 1971, quê quán Hải Phòng, từng làm lãnh đạo Sở Thương mại, Sở Công Thương, Phó Vụ trưởng Văn phòng Trung ương Đảng, Vụ trưởng, Thư ký Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Thái Bình, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, trước khi được Ban Bí thư điều động chỉ định làm Phó Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi.